Bị trọng tài từ chối quả penalty, các cầu thủ của Ruda đã lập tức lao tới tấn công trọng tài chính ngay trên sân. Được biết, vụ tấn công trọng tài này diễn ra ở giải bóng đá Croatia. Cụ thể, theo diễn biến, khi cầu thủ mang áo số 7 của Ruda đang đi bóng về phía khung thành, thì cầu thủ mang áo số 4 bên phía Stabenča đã cố tình lao tới đẩy ngã cầu thủ đối phương ngay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính đã từ chối quả phạt đền, khiến các cầu thủ Ruda tỏ ra rất tức giận. Hai trong số các cầu thủ của Ruda đã đuổi theo và liên tục đấm đá trọng tài chính, thay vì đáp trả, vị vua áo đen tìm cách né tránh. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé! Chấm luân lưu 11m luôn là chiếc chìa khóa có thể quyết định vận mệnh của cả trận đấu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bỏ qua cái yếu tố căng thẳng ấy đi và cùng nhau thưởng thức những quả penalty theo phong cách hài hước nhất, đồng thời cũng có những phản ứng đầy thú vị của các cầu thủ, huấn luyện viên trước tình huống khó đỡ ngay trên sân cũng sẽ xuất hiện để mang đến cho anh em những giây phút giải trí nhất. Lên đường theo nào! Nói chung là cái quả sút phạt đền thì cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc. Nhưng cái chính lại nằm ở những pha ăn mừng ối giời ôi của mấy ông thần áo trắng này. Ông thì tập tễnh như kiểu què giò, ông lại chuyển sang hẳn bộ môn đánh golf. Các bác đỡ hộ trường hợp này với. Combo đá phạt đền xong ăn mừng kiểu khịnh khạng, ghi bàn là điều đương nhiên phải thế. Nó cứ phải gọi là combo quen thuộc của Mario Balotelli trong thời kỳ đỉnh cao phong độ. Hai huyền thoại người Pháp Thierry Henry và Robert Pires đã từng tạo ra một quả phối hợp đá phạt đền đi thẳng vào lòng đất, mang hách não hụt này của hai cựu lão đại Arsenal sẽ còn được lưu danh mãi trong lịch sử ngoại hạng Anh. Úi là trời, vẫn đang là cầu thủ dự bị thì tự dưng lại thò cái chân vô làm chi vậy trời. Rồi bóng chưa qua vạch ngoài sân nên trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền luôn, đồng thời tặng tấm chiếu mới một chiếc thẻ vàng. Đỉnh cao của bóp tim là đây chứ còn đâu. Khi thượng đế hiện lên và nói không với bàn thắng, lập tức mọi sự may mắn sẽ được chuyển hết về phía anh chàng thủ môn. Và thế là một màn phô diễn khả năng cứu đội ngoạn mục đã được thủ thành áo đỏ thi triển bá đạo trên từng hạt gạo. Gì chứ đá phạt đền chứ gì, anh đây chấp hết. Hành vi chiếu tia laser của những khán giả thiếu chuyên nghiệp vào cầu thủ đá phạt đền thật đáng lên án. Nó thực sự không đẹp chút nào. Và lần này thì nạn nhân là quỷ đầu đàn Wayne Rooney. Tự mình kiếm penalty xong rồi thực hiện thì cũng là khoái khoái đấy. Cơ mà tiếc rằng lúc ấy Lionel Messi lại đang bị dính dớp đá phạt đền. Thế nên là dù có sút xong rồi đánh đầu bồi thì người chiến thắng trong kèo đối mặt ấy vẫn là thủ môn Joe Hart nha. Ông trùm đá Ben Harry Kane khi đã sút thì đúng là chỉ có mặt sân cỏ mới ngăn cản được bàn thắng của anh. Mà đúng thế thật các bác à, tự dưng đúng cái chấm 11m thì sân với chả cỏ, nghĩ nó tức ghê. Đá phạt đền kiểu này thì bao ngầu rồi nha, đã đá vào còn lộn vòng nguyên cái nữa. Không biết vị sư huynh đến từ môn phái nào mà võ công cao cường quá vậy. Chơi cả quăng giày thế này thì chịu rồi, cú lừa ấy xin phép được khâm phục, phải phản xạ nhanh lắm thì mới có thể vừa đá giày lại đá được bóng luôn. Anh dài hút ngồi ngay ngắn cho mọi người lại phát nào. Bạn đã bao giờ kết hợp bộ môn đánh gót để mà dứt điểm trên chấm phạt đền chưa? Nghe lạ lắm đúng không? Vậy thì hãy đến với thế giới thần kỳ quá pha làm bàn ảo tung chảo này, quá ngầu luôn. Ôi trời, quân sư Mbappe đạo diễn thế này đã đủ uy tín chưa? Chỉ cho thủ môn hướng chuẩn xác luôn để cản phá 11m cơ mà. Công lao bắt thành công phạt đền này xin được chia sẻ cùng nhà vô địch thế giới 2018. Lấy đà thì rõ đầu tư sang xịn mịn lại còn lâu nữa. À đấy, xong nhảy chân sáo các kiểu. Cuối cùng thì tung một cú dứt điểm như truyền về cho thủ môn đội bạn. Ông anh đang diễn kịch hay gì mà mất thời gian quá vậy? Từ bao giờ mà người hâm mộ lại mất niềm tin vào tài đá phạt hàng rào của Cristiano Ronaldo đến vậy? Mà thôi, xem xong pha bóng này thì cũng hiểu lý do rồi chứ.
thứ mà CR7 xuất trúng duy nhất chỉ là mái đầu đáng thương của cầu thủ đội bạn. Tưởng ăn bàn rồi sao? Xin lỗi nhưng Marc-André Ter Stegen lại không nghĩ như vậy. Một pha phản xạ đúng là nhanh như điện để thủ thành bên phía Barcelona đã khiến cho đội bạn chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối. Vì vậy Casemiro và Militao sao lại đá như bán đội vậy chứ? Và khi nghe tin chủ tịch Perez lại định bán cả hai ông thần này cho Man United, huấn luyện viên Carlo Ancelotti lập tức bàng hoàng liền. Lại tin đồn hay là gì? Để yên cho cầu thủ của tôi chơi bóng đi. Mohamed Salah lại đang nhảy múa với trái bóng và ghi bàn rồi. Ôi trời, giả bộ ngạc nhiên phát cho thiên hạ trầm trồ nào, huấn luyện viên Jurgen Klopp, học trò tôi đấy các ông, kinh chưa? Dù không phải là người ghi bàn, nhưng mà Erling Haaland vẫn quẩy nhiệt tình quá, sợ đồng đội sẽ bị say sóng sau từng cú lắc mạnh của tiền đạo Na Uy mất, chóng mặt ghê. Xin nhắc lại, Luka Modric năm nay đã bước sang tuổi 37 rồi nha. Nhưng hãy nhìn màn trình diễn của tiền vệ Croatia xem, vẫn mượt mà và điệu nghệ lắm. Đúng là gừng càng già càng cay ha anh em, khán giả vỗ tay cuồng nhiệt cái nào. Là nó đó, chính là cái sự hủy diệt đó các học trò cưng của ta. Đã sân khách mà cứ vùi dập đối thủ thôi, mấy anh giai Man City chơi kỳ quá à. Cuối cùng, sau bao năm tháng học nghề bài bản, Aaron Wan-Bissaka đã được cấp chứng chỉ là người nghệ sĩ tiếp theo mang nhiều tiếng cười cho người hâm mộ tại nhà hát của những giấc mơ. Xin mời quý vị hãy theo dõi vài pha bóng thể hiện sự vui tính của hậu vệ người Anh. Rất tiếc, nỗ lực đi bóng đáng khen này của thanh niên lại kết thúc bằng một cú sửa lòng đi không hề chính xác chút nào. Bóng nó cứ thế đi thẳng ra ngoài thôi, chẳng có chút đường cong gì hết trơn. Xem ra màn trở lại Arsenal, nhưng trong vai trò là đối thủ này của huấn luyện viên Patrick Vieira lại không diễn ra suôn sẻ rồi. Nhanh thế mà Lacazette vẫn sút vào được, thầy đỡ thế nào bây giờ các trò ơi. Trung vệ Barcelona bây giờ kiểu, ôi tạ ơn trời đất, vui quá xin cảm ơn Lewandowski và Bayern Munich đã chỉ nã vào lưới Barcelona 3 bàn sau 90 phút. Nghĩ mà các culés cũng đắng cái lòng mà chỉ biết lắc đầu chịu thua. Vừa rồi là những pha đá phạt đền hài hước và những phản ứng đầy thú vị của cầu thủ cũng như là huấn luyện viên trước tình huống đột biến trên sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.